Quý vị và các bạn quay trở lại kênh YouTube của Mark Home. Ngày nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu nhà biệt thự 2 tầng mái thái được Mark Home thiết kế thi công trọn gói do gia đình nhà anh Nguyễn Hồng Đăng, địa điểm là tại Đông Anh, Hà Nội. Đây là công trình mà gia đình nhà anh Đăng đã cùng với lại các kiến trúc sư của Mark Home làm việc trong suốt thời gian vừa qua. Thì sau khi xong hồ sơ thì gia đình nhà anh rất là ưng ý, thì hiện tại thì sắp tới thì Mark Home sẽ ký kết hợp đồng thi công trọn gói với gia đình nhà anh Đăng. Thì trước khi đi vào trong chi tiết công trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu ông tôi đến từ Mark Home. Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế thi công trọn gói hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hiện tại Mark Home đã có 9 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 100 nhân sự. Bạn nào yêu thích kênh của chúng tôi nhớ nhấn vào nút đăng ký màu đỏ và nút chuông bên cạnh để nhận được những video mới hàng ngày, những kinh nghiệm chia sẻ thi công thực tế và những đơn giá vật liệu mới nhất hiện nay. Bạn nào ở xa bên nước ngoài liên hệ qua hai số line chúng tôi là 0964458858 hoặc là 0828133333. Đây là hai số chúng tôi có Zalo có thể tư vấn cho quý vị và các bạn bất kể ngày hay đêm, thứ bảy hay là chủ nhật đều có nhân viên túc trực. Bạn nào muốn xem lại video hay các mẫu nhà đẹp, các bạn có thể truy cập vào trang website của Mark Home, tên miền là thiết kế thi công trọn gói .com viết liền không dấu, hoặc là các bạn click vào trong đường link ngay phía dưới video là chúng ta có thể truy cập vào trong website này. Thì hiện tại trên website Mark Home đang chạy rất nhiều chương trình, ví dụ chương trình hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Đây là một trong những chương trình mà hiện tại chỉ một mình Mark Home mới có đầy đủ năng lực để làm thôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng của chúng tôi được vay vốn tối đa là 75% giá trị hợp đồng thi công trọn gói. Ví dụ như 1 tỷ đồng thì chúng ta sẽ được hỗ trợ vay vốn đến 750 triệu. Đây là một cái chương trình rất là ý nghĩa và rất là hay. Chương trình thứ hai là chương trình đặt cọc sớm để nhận được chiết khấu ưu đãi. Ví dụ như khách hàng nào mà ra đầu năm khởi công thì ngay bây giờ thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký thiết kế hoặc là nhanh tay đăng ký thi công trọn gói thì các bạn sẽ có được hai cái lợi ích. Lợi ích thứ nhất là chúng ta sẽ được giảm ngay từ 3 đến 8%. Ví dụ như hợp đồng 1 tỷ đồng thì các bạn sẽ được nhận ngay lại phần quà từ 30 triệu đến 80 triệu hoặc là các bạn nhận bằng tiền mặt đều được. Cái thứ hai các bạn được lợi thế đấy chính là chúng ta được bảo lưu về giá. Ví dụ như chúng ta không may là đơn giá của nó thay đổi theo thị trường thì chúng ta vẫn được bảo lưu theo cái đơn giá tại thời điểm chúng ta ký kết hợp đồng. Và rất nhiều chương trình nữa trên nhân dịp tri ân khách cuối năm, dịp Tết đến xuân về. Ví dụ như quý khách hàng nào ký kết hợp đồng thi công trọn gói dịp cuối năm nay, chúng ta sẽ nhận ngay các phần quà, ví dụ như lò vi sóng, bếp từ hoặc là tivi màn hình phẳng. Đây là một trong những cái chương trình mà năm nào cũng vậy, cứ dịp cuối năm là chúng tôi lại tung ra rất nhiều những cái chương trình. Quay trở lại mẫu nhà hôm nay thì các bạn thấy rằng đây là một công trình mái thái mang phong cách tân cổ điển một chút và được mang đậm cái phong cách thiết kế của Mark Home. Chúng ta sang một góc nào, đây là góc chúng ta không bỏ qua cái phần cổng hàng rào. Thì các bạn thấy rằng chúng ta đang thiết kế công trình này với hệ ngũ cấp thì bao giờ cũng vậy, những công trình một tầng hay hai tầng thì tôi khuyên các bạn rằng là chúng ta hãy nên làm ít nhất phải được ngũ cấp thì công trình của chúng ta nó mới có thể đẹp được. Ở phía bên ngoài thì các bạn thấy chúng ta có một khu vực, đây có thể là khu vực ngồi uống trà đàm đạo với nhau. Hoặc là khu vực gara bên ngoài trời. Toàn bộ cái phần lan can công trình thì chúng tôi đã sử dụng là sắt sơn tĩnh điện hoặc là các bạn có thể sử dụng nhôm đúc chân không. Tuy nhiên cái chi phí nhôm đúc chân không nó sẽ cao hơn rất nhiều so với lại chi phí sắt sơn tĩnh điện. Phần cửa chính và phần cửa hông chúng tôi đang sử dụng là cửa gỗ lim Nam Phi có kết hợp là pano kính cường lực. Ngoài ra toàn bộ hệ cửa sổ và hệ cửa đi chúng tôi đang sử dụng là cửa nhôm hệ sinh pha cao cấp. Màu sơn là màu trắng, bên trong có kết hợp là đố bằng sắt hoặc là inox bảo vệ. Công trình này đều được thiết kế theo gam màu trung tính, thì gam màu trung tính nó chỉ bao gồm duy nhất là hai màu là màu trắng và màu đen thôi. Với gam màu trung tính này, nó đặc thù của nó là nó rất kén người sử dụng và đặc biệt là những người mà sử dụng cái gam màu này là những người vô cùng là tinh tế. Bởi vì sao? Bởi vì cái gam màu này nó không như thế là những cái màu chúng ta hay thường thấy, nó không phải là màu vàng, không phải là màu đỏ, không phải là màu cam hay là không phải là màu xanh. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem qua phần mặt bằng công trình này để các bạn xem qua là công trình này với mặt bằng bố trí như thế nào. Công trình này được thiết kế với hai tầng, thì khi mà làm việc thì chúng tôi sẽ có một cái nhóm công việc, ví dụ như nhà anh Đăng này, trong cái nhóm công việc này sẽ bao gồm ít nhất là trên 10 thành viên. Thì trên 10 thành viên này trong đấy sẽ bao gồm ở chủ nhà, những người thân của chủ nhà, ví dụ như thì anh Đăng bao gồm là vợ hay là bố mẹ. Thì trong đây chúng tôi sẽ trao đổi cùng với anh Đăng các công việc, lịch trình công việc ở trên này. Đấy, các bạn thấy đây thì rất là rõ ràng, ví dụ như anh đang ở bên nước ngoài, hiện tại là anh đang sinh sống ở bên nước ngoài thì anh muốn sửa đổi, muốn thay đổi các
kích thước hay là màu sắc vật liệu. Đấy các bạn thấy này, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ thay đổi ngay lập tức. Đấy, ngoài ra thì nếu như trên cái phần nhóm chung này thì chúng ta sẽ trao đổi được rất nhiều vấn đề, từ màu sắc nguyên vật liệu, từ kích cỡ mặt bằng đến nội thất ở bên trong công trình. Ở đây là phần kích thước tổng thể công trình, hay còn gọi là tổng mặt bằng. Thì trên tổng mặt bằng này các bạn để cho tôi đến một số những cái chú thích, ví dụ như thế là hoa gió. Hoa gió nó sẽ quyết định đến hướng của công trình. Người ta gọi là gì, làm nhà thì các bạn phải xem hướng. Hướng đẹp nhất ở trong cái hướng làm nhà các bạn biết rồi, đấy là hướng nam, luôn luôn chúng ta đón ở hướng gió mát. Còn nếu như nhà chúng ta quay trực tiếp ở trong hướng tây thì các bạn phải sử dụng các biện pháp nó hạn chế ánh sáng mặt trời, hạn chế tia cực tím chiếu thẳng vào trong công trình. Ngoài ra các bạn sẽ để ý cho tôi đến những cái chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, những cái mốc tọa độ. Đây là một trong những cái quan trọng ở trong cái thiết kế tổng mặt bằng chúng ta phải để ý tới. Ở trong công trình này có cái khuôn viên khu đất cũng tương đối là rộng. Đấy, thế nên chúng tôi sẽ lấy hai cạnh làm hai cạnh mốc ranh giới, chúng ta sẽ xây cái phần tường kịch vào trong phần hàng rào. Còn lại phía trước và phía bên hông chúng ta sẽ để lùi lại để lấy cái khoảng cách, lấy sáng và lấy không khí cho nó liên thông vào trong công trình. À, đây là công năng tầng 1. Thì với cái kích thước công năng tầng 1 các bạn để ý cho tôi đến cái kích thước chiều ngang là 14,14 nhân với lại chiều rộng là 9,1. Như vậy là cái diện tích của chúng ta nó dao động ở tầm 130 mét vuông. Thì với 130 mét vuông như thế này thì chúng ta sẽ bố trí công trình gồm hai lối tiếp cận, một lối đi vào từ sảnh chính và một lối đi vào từ sảnh phụ. Dĩ nhiên khi chúng ta thiết kế sát tường biên hai cạnh thì toàn bộ cái cạnh phía sau và cạnh bên hông là chúng ta sẽ không mở được cửa sổ, ít nhất là khoảng cách từ 1,5 m trở xuống. Đấy, đấy là cái điều mà chúng ta phải xác định là với những khuôn viên khu đất mà nó chật thì bắt buộc chúng ta sẽ phải lấy ít nhất một cạnh biên làm cái cạnh mốc để lấy cái phần diện tích của chúng ta nó tối đa nhất. Thì trong cái công trình này các bạn đi từ sảnh chính các bạn sẽ vào khu vực sảnh sảnh đón và vào khu vực phòng khách rộng 20 mét vuông. Phòng khách sẽ liên thông với khu vực phòng bếp và phòng ăn rộng 40 mét vuông. Đây là khuôn viên phòng bếp và phòng ăn, có một cái bộ bàn ba ngăn cách giữa bàn ăn, và cái bộ bàn ăn như chúng ta đã thấy rằng ở đây rất là dài, rất là dài, có tận 10 ghế ăn. Thế nên ở đây chúng ta sẽ dễ dàng biết được ngôi nhà này sẽ có từ 2 đến 3 thế hệ trở lên. Ngoài ra thì chúng ta có bố trí thêm một phòng master ở ngay dưới tầng 1. Phòng này rộng 13 mét vuông, có nhà vệ sinh khép kín ở bên trong. Ở khu vực phòng khách và phòng bếp chúng ta sẽ sử dụng nhà vệ sinh chung ở bên ngoài. Cái công năng bố trí mặt bằng như thế này nó là phù hợp rồi. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là cái công năng của nó bài trí một cách linh hoạt. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Tất cả các không gian này các bạn thấy rằng là chúng ta đều mở được cửa sổ ra ngoài. Đấy, đấy là một trong những cái ưu điểm ở trong những ngôi nhà vườn. Lên trên tầng 2. Trên tầng 2 thì các bạn thấy rằng là chúng ta bố trí thêm được 3 phòng ngủ, trong đấy là có tiếp một phòng nhà vệ sinh khép kín ở bên trong. Hai phòng còn lại sẽ sử dụng nhà vệ sinh chung ở bên ngoài. Ngoài ra là chúng ta có bố trí thêm một phòng thờ. Một cái điều đặc biệt trong ngôi nhà này thì các bạn thấy rằng công trình của chúng ta có hai cái phần ban công rất là lớn, rất là lớn. Nói chung là công năng như thế này là nó là phù hợp rồi. Nhưng mà tuy nhiên tôi thấy đang thiếu một cái khu vực làm sân phơi. Chúng ta có thể bố trí sân phơi ở dưới tầng 1 cũng được. Nhưng mà đẹp nhất là các bạn nên bố trí sân phơi ở phía tầng 2. Thì chúng ta sẽ trừ lại một ô để chúng ta có vừa phơi phóng, chúng ta giặt giũ thì bao giờ nó cũng sẽ phù hợp hơn. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi xem qua nội thất công trình này. Thì trước khi xem qua nội thất các bạn hãy lướt qua cho tôi một vòng ngoại thất công trình. Nói chung là về thiết kế của Mang Home thì các bạn thấy rằng nó rất là đẹp và rất là tinh tế. Thì bao giờ những cái chi tiết, những cái phù điêu, những cái gờ chỉ nó quá là phù hợp. Nó không cầu kỳ, nó không hoa lá cảnh, nó không quá diêm dúa. Nhưng mà nó vẫn thể hiện nên được cái sự đẳng cấp, cái sự trẻ trung cũng như nó phù hợp với lại thời đại ngày nay.
Trên này là mặt bằng tổng thể đi. Trên mặt bằng tổng thể thì các bạn thấy được cái cổng chính của chúng ta này, cổng phụ này, khu vực gara này, mà các nước cộng thái dương năng. Đây là khuôn viên ở khu đất. Còn đây là cái không gian nội thất phòng khách. Bên trong nội thất thì chúng ta cũng được thiết kế nó thiên về phong cách tân cổ điển một chút, có kết hợp với lại phong cách luxury. Đấy các bạn thấy đây, như toàn bộ những cái bộ bàn ghế relax, bộ bàn trà, bệ cá. Đấy, hay là những bức tranh nghệ thuật. Nói chung là có bàn tay thiết kế của các kiến trúc sư vào thì mọi góc cạnh, mọi không gian nó đều mang một cái giá trị rất là cao. Đấy các bạn thấy đấy. Đấy, không gian phòng khách được thiết kế rất là đẹp và hiện đại. Đấy, mang đậm phong cách luxury. Những cái đồ này thì các bạn có thể mua trực tiếp trong những showroom của Macom, hoặc là các bạn có thể đặt hàng bên nước ngoài, hoặc là chúng ta có thể gia công ở ngay trong nước. Ngay trong nước thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được những cái sản phẩm như thế này, nó rất là đẹp. Và ngày nay thì cái công nghệ cũng như thể là về cái tay nghề nó gần như là nó đã được bão hòa rồi. Đặc biệt là những cái vật liệu ngày nay thì chúng ta nhập nó rất là dễ dàng, nó không như ngày xưa. Ngày xưa những cái chất liệu vật liệu ở bên nước ngoài thì phải rơi vào tầm cả 5 năm hoặc là 10 năm sau thì Việt Nam mới thịnh hành. Nhưng mà với ngày nay thì cái việc chúng ta nhập những cái phần vật liệu ở bên nước ngoài nó rất là dễ dàng. Đây là không gian phòng bếp cũng rất là hiện đại và đẹp. Đấy, các bạn thấy đấy. Không gian liên thông giữa phòng khách và phòng bếp. Cái chất liệu sàn này chúng tôi đang sử dụng cái phần đá hoa cương. Đá này thì các bạn có thể sử dụng đá 80 x 80 hoặc là đá 1 m x 1 m. Phần vách phòng khách thì chúng tôi sử dụng cái tấm đá marble, hoặc là các bạn có thể sử dụng những cái dòng đá như đá Hy Lạp, đá nói chung là rất nhiều những cái dòng đá khác như đá granite hoặc là phần gạch lớn cũng được để chúng ta làm cái mảng trang trí ngay phía sau sofa. Đây là không gian phòng bếp. Phòng bếp thì chúng tôi được thiết kế với chất liệu là gỗ tự nhiên. Đấy, các bạn thấy nó có chạy pano. Pano các bạn hoàn toàn có thể làm một chất liệu gỗ công nghiệp cũng được. Cái phần ngăn cách giữa tủ trên và tủ dưới thì chúng tôi sử dụng cái phần gạch. Gạch ở đây thì các bạn có thể trang trí bằng rất nhiều hình dáng, hoặc là các bạn có thể sử dụng kính, kính màu cũng được. Đấy, đây là không gian quầy bar. Còn đây là một bộ bàn ăn dài. Đấy các bạn thấy đấy, bố trí nó khá là hợp lý. Đây là không gian phòng bếp. Nguyên những cái phần hệ đèn này nó có trị giá nó rơi vào tầm cỡ khoảng 8 đến 10 triệu rồi các bạn ạ. Nếu như các bạn dùng cái đèn này nhập khẩu nó có thể lên đơn giá tầm 50 đến 100 triệu là chuyện bình thường. Đây là không gian phòng khách. Nói chung là thiết kế rất là tinh tế và đẹp. Tôi phải khẳng định là như vậy. Còn cảm nhận của các bạn thấy sao? Các bạn hãy comment ở ngay phía dưới video để xem là cái thiết kế của Macom cần điều gì chỉnh sửa hay không, hay là có cái điều gì chưa hài lòng hay chưa phù hợp, để các bạn hãy comment để chúng ta có thêm được nhiều trao đổi, có thêm được nhiều cái đúc kết, để mọi người có thêm kinh nghiệm để chúng ta bước đi vào trong cái thiết kế cũng như cái thi công trọn gói sắp tới. Đây là không gian phòng dành cho ông bà. Đấy, thiết kế cũng rất là điệu đà. Rồi, ngày hôm nay tôi đã vừa giới thiệu với các bạn qua một căn biệt thự 2 tầng rất là đẹp, rất là hiện đại, được Macom thiết kế và thi công trọn gói do gia đình nhà anh Đăng, địa điểm là ngay tại Đông Anh, Hà Nội. Nếu như quý khách hàng nào muốn xem qua thực tế công trình này, các bạn hãy nhanh tay gọi đến số hotline chúng tôi là 0964458858 hoặc là 0828133333. Chúng tôi sẽ đưa quý khách hàng đi xem thực tế những công trình mà Macom đang thi công trọn gói. Video hôm nay thì tôi xin dừng lại tại đây thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.